có những em biết dùng nỗi kinh hoảng để làm bàn đạp hoàn thiện bản thân, nhưng có những em lại để mình bị nhấn chìm trong nỗi kinh hoảng. Tuy nhiên, đó không phải là dấu chấm hết, bởi phụ huynh hoàn toàn có thể dạy con em mình cách để đương đầu với kinh hoảng và trở lại mạnh mẽ hơn. Bản thân cũng là một người mẹ, chị Phan Hồ Điệp cũng hiểu rõ rệt điều này hơn ai hết. Mới đây, chị đã chia sẻ những lời tâm sự hết sức chân thành trên trang cá nhân của mình về các thế hệ trẻ ngày nay đương đầu với nỗi kinh hoảng của tuổi trưởng thành. Chị mong muốn giúp các bậc phụ huynh và các em vượt qua được giai đoạn gian khổ này để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng hơn đang chờ phía trước. Chị Phan Hồ Điệp, mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam. Dưới đây là một phần bài viết của chị. Hôm trước mình thì thầm với các em ở một trường phổ thông khá nổi tiếng. Mình hỏi chuyện các em về ước mơ, về nghề nghiệp, em nào cũng có những ý muốn riêng. Có những em ước mơ thực sự lớn lao. Và mình mừng vì điều đó. Xong mình hỏi các em về những chuyện nhỏ hơn như rét mướt ra muốn, rét mướt xăng xe, tiền điện mà nhà em trả hàng tháng rất nhiều, em không có câu trả lời. Vậy điều gian khổ trong tương lai mà các em có thể sẽ gặp gỡ phải đó là gì? Trời ơi, một rừng cánh tay giơ lên với muôn vàn những gian khổ mà các em liệt kê như khó xin việc, khó xin học bổng, không có đủ tiền đi du học, tính cạnh tranh quá cao, xã hội ngày càng nhiều điều xấu. Mình mỉm cười cợt bảo, các em có biết không, khi Thượng Đế mời các em đến với trái đất này, Ngài chỉ trao kèm cho các em hai điều thôi, đó là món vàng và cơ hội. Món vàng là những thứ từ trên trời rơi xuống như em trúng số độc đắc. Em rút một gamer thủ và gamer thủ mới ý thức lại em ngay lập tức. Em gặp gỡ tình yêu sét đánh của đời mình. Em đang đi ngó xem cái lá vàng của mùa thu đã rơi xuống chưa thì gặp gỡ ngay một cái dòng vàng. Còn cơ hội của em sẽ luôn sinh ra dưới tên gọi là khó khăn. Em phải vượt qua thử thách, vượt qua sai lầm, vượt qua thất bại, vượt qua căng thẳng. Em có thể gặp gỡ người chơi xấu. Em phải giải quyết những tình huống ngàn cân treo kinh hô di tóc. Em bị ai đó ghen ghét, đố kỵ. Em phải làm những việc không thuộc sở trường của mình. Nhưng khi em giải quyết được chừng ấy thứ thì cơ hội thế hệ giãy tay với em. Còn khi nào em được bố mẹ chuẩn bị cho từ đôi giày đến cái cặp tóc? Em chỉ biết về nhà ăn mà không biết những thức ăn trên bàn từ đâu ra, rét mướt cả của nó thế nào. Rồi đòi bố mẹ mua cho cái máy tính bảng xịn để khoa với gamer thủ bè. Rồi đi du học gì nghĩ đi là được tự do thì sẽ chẳng có cơ hội nào đến được với các em cả. Phần lớn chúng ta không đưa ra quyết định chúng ta mong muốn mà phụ thuộc điều chúng ta kinh hoảng. Chúng ta chấp nhận du học ở một nước mà chúng ta không thích lắm vì kinh hoảng ở giang sơn mình thích hơn sẽ khó hơn. Chúng ta vào trường không thích vì kinh hoảng trường mình thích tỷ lệ chọi cao. Chúng ta chấp nhận quen với gamer thủ tầm tầm vì kinh quản gamer thủ mình thích sẽ có nhiều người để ý hơn. Cho nên đứng trước một ngưỡng cửa nào đó, các em nên tự đặt câu hỏi, chúng ta kinh quản thất bại hay kinh quản sự soàn xỉnh? Muốn vậy, hãy bước ra ngoài đi em, ngoài kia là trời xanh mây trắng. Hãy tự tập làm từ những điều nhỏ nhất. Các em có biết tất cả những nhà tuyển dụng hầu như sẽ không trả lời những email như 1. Ngôn ngữ không trau chuốt. 2. Giới thiệu bản thân không tốt. 3. Không chỉ ra cho họ rằng họ sẽ được gì. 4. Không có phương án hành động. Lấy ví dụ về phần giới thiệu bản thân, nếu em chẳng chỉ ra em có gì hay ho, thú gì thì người ta để ý đến em làm gì. Nhưng nếu em coi một cách hơi lố, em biến phần giới thiệu thành bản liệt kê thành công cá nhân thì người ta cũng sẽ hơi ngán. Giờ em đã thấy vai trò của việc thưởng thức luyện tập từ những thứ rất rất nhỏ chưa em? Hãy tập viết mỗi ngày, từ những thứ du dơ lãng đãng của tuổi thế hệ lớn đến những suy nghĩ của cá nhân em về những vấn đề liên quan đến xã hội, con người. Đừng nghĩ rằng đó không phải là việc của em. Hãy nhìn giới trẻ ở các nước, họ biết nhiệt tình đến các vấn đề xã hội như thế nào. Mình thì thầm với các em như một bà mẹ yêu mến lo cho các con. Mình cũng thừa nhận với các em là có rất nhiều điều mình soàn xa các em, ví dụ như về công nghệ, về tiếng Anh.
và mình cũng tin tưởng ở thế hệ các em. Bên cạnh việc khuyến khích các em viết lách để thưởng thức cuộc sống như mẹ thần Đồng Đỗ Nhật Nam gợi ý, các bậc phụ huynh có thể áp giúp con cái vượt qua kinh hoảng và chuẩn bị hơn cho tương lai bằng những cách sau đây. Dạy con cách tự động viên bản thân, khi gặp gỡ thất bại, các em sẽ dễ tự trách bản thân mình. Cha mẹ cần khuyên các em loại trừ suy nghĩ tiêu cực, tự động viên bản thân bằng cách khẩu hiệu lạc quan hơn. Khen ngợi khi con đạt thành công tốt, đừng khen ngợi con vì kết quả, mà vì những cố gắng mà con đã bỏ ra. Kể cả khi thành công không như mong đợi, phụ huynh cũng cần lựa lời động viên để con lấy lại tinh thần và nối tiếp cố gắng lần sau. Thảo luận với con về sự thất bại, chỉ khi trẻ hiểu được ý nghĩa của sự thất bại, chúng thế hệ không còn cảm thấy kinh hoảng. Hãy cho con thấy, thất bại chính là cơ hội đến dưới dạng gian khổ, giúp con học hỏi được nhiều điều. Trở thành hình mẫu để con noi theo, phụ huynh nên kể cho con nghe về những lần đứng dậy từ thất bại của chính mình, để con học được cách đương đầu với chúng trong tương lai.